cha buôn bán này chắc ế quá trời ế rồi. Ừ, chắc ế chí Ế này sao về nghỉ anh ơi, không có dịp bán được lắm. Cái này về 2 ngày rồi đó là hết về đó. Lời mỏng mà được có cái mình đi nhanh nhá, cũng phải kiếm, nếu mà hết dịch phải đi chứ, có mình có ngày một mà 3-4 năm mà chưa cái trận nào mà đi như trận dịch này nữa. buôn khóm từ Gò Quao, Kiên Giang lên chợ nổi Cái Răng. Chưa khi nào anh Võ Minh Giới thấy cuộc mưu sinh lại bấp bênh và rủi ro đến như vậy. Ngày trước, chuyện lời lỗ trên ghe là bình thường. Có hôm lỗ nhưng bù lại có những chuyến lời đậm, nhất là vào những dịp lễ Tết. Còn hiện tại, anh chỉ mong sao cho hết hàng. Mà lên chợ thì nó cũng thấy rớt giá thôi. Giờ chỉ lo bán cho nó hết hàng rồi về liền. Hết hàng về liền à. Hồi sáng không có làm những cái từng đứa nhỏ, tại đứa còn nhỏ. Nó đưa đi học không à. Đâu có làm gì đâu. Mắc cửa bán sổ đại về về chứ ở đây nằm đây cũng đâu cũng người ta cũng vậy à. Hết hàng nhưng lòng không nhẹ, bởi nhiều tiểu thương như anh cũng chưa biết phải chuyển đổi sang nghề gì trước mắt. Dẫu sao buôn có bạn, bán có phường, anh Giới cầm chắc quề vốn chuyến này vì đã có mối lái quen thuộc thu mua. Anh chỉ mong bán sớm để về quê trước tình hình ngày một phức tạp hơn của dịch bệnh. Nhiều trường hợp như chị Đặng Thị Mỹ Dung thì phải chịu cảnh ép giá, bán rẻ mới mong giải quyết hàng tấn dưa hấu này. Mùa dịch này tình hình bán thấy nó khó khăn hơn lúc. Như bình thường vỏ dưa mình về tới, mình lên xe mình dơ lên với cái lượng lớn, bán nó lẻ. Xe giờ bến trên bờ cấm hết rồi, mình chỉ bán lẻ cho những xuồng chèo người 100-200 kg à. Mình lên xe giá nó cao, có lời. Bán trên bờ 6.000, bán dưới sông chừng 3.000. Cầu lấy vốn là mừng á. Hàng hóa nằm chờ chuyển hàng hoặc chờ xe tải có giấy xét nghiệm để lấy hàng là tình cảnh của nhiều tiểu thương kinh doanh nông sản trên chợ nổi Cái Răng. Nhưng buôn sĩ trên ghe lớn thì vẫn có khả năng cầm cự. Chỉ có những chiếc ghe chèo, ghe phục vụ ăn uống vốn là dịch vụ đi kèm với du lịch thì mang số phận mỏng manh. Chưa có mùa dịch ha, là đông dữ lắm. Mình bán đó 70-80 ổ. Mình chèo dài dài theo ghe ngoài ghe bán được dữ lắm. Chồng cũng bán hủ tiếu trên chợ gì nè, mùa dịch giờ ở nhà mua bán không lời lớn nhiều chắc không biết làm sao à, sống nổi. Mùa dịch giờ nó khổ lắm chú ơi, nói chung ra một ngày gì mà 2.000 mà không có luôn. Rồi ăn uống á thì họ tiện họ tặng lắm, thiệt luôn á. Gạo người ta nói chung ra lâu lâu cái người ta lại cho 10 lít, 5 lít rồi á, với mấy đứa mà nó chạy đò đó. Chú nghe làm gì cũng được, cho lên bờ gió hẹt hả. Nhưng với phần lớn dân thương hồ vốn đã quen với trồng trành sông nước, tuy thấm đòn Covid nhưng họ vẫn chứng tỏ bản lĩnh chèo lái với hy vọng buôn ghe dài tháng. Khi dịch chóng qua, giao thương sẽ nhộn nhịp trở lại, nông sản sẽ hút hàng, được giá hơn để bà con lấy đó làm lời cho khoảng thời gian vất vả, khốn khó hiện nay. Thì nghĩ tới nghĩ luôn gầu hoài, thôi kệ đi, mình nghèo, mình gắng làm, cố gắng để có tiền. Đa số là sống nghề ghe không à? Cũng đâu biết làm gì khác, đó giờ mình quen với sông rồi. Lên bờ mình cũng biết làm gì giờ. Cũng gắng đi sở chứ sao giờ. Mình ta sống được, mình sống được chứ gì đâu.